thì chúng ta cặp số là 38 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tóc cặp số may mắn là gì? 38 này, 83 này. Và các bạn có thể là gì? Thêm một cặp thì 33 và 88. Đó là những cặp số may mắn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì cũng đã có người hỏi tôi là gì? Làm thế nào để trúng số được, đúng không ạ? Theo quý vị thì làm thế nào để trúng số? Đó, thì tôi có trả lời bạn đấy là gì? Để trúng số thì đầu tiên bạn phải mua vé số. Đó, nếu các bạn không mua thì không có cơ hội trúng số, đúng không ạ? Tôi nói vui vậy thôi, nhưng mà thực ra ấy, cái việc trúng số hay là việc may mắn ấy, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Và gì? Đòi hỏi các bạn phải có nỗ lực, phải có gì? Phải có một cái tinh thần quyết liệt và phải có niềm tin vào đó. Và các bạn, còn các bạn cứ ngồi không, ăn không ngồi rồi mà mong trúng số được thì cái cơ hội đó thì là gì? Gần như không có. Đó. Có rất nhiều người họ đã nỗ lực, họ làm việc. Đó. Và thậm chí họ còn giàu hơn cả trúng số. Đúng không ạ? Vậy nên việc gì chúng ta cũng phải trông chờ vào cái cơ hội đó, cái cơ hội trúng số để chúng ta thì chúng ta làm giàu, mà chúng ta không đi làm việc đi. Để có được cái gì? Cái sự giàu có, cái sự được thịnh vượng hơn. Đó. Thì ở trong phong thủy cũng có một thuật, tức là các bạn có nhớ là có những cái phương pháp là chọn cái số đẹp đúng không ạ? Xin đẹp số đẹp đúng không ạ? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái việc là gì? Chọn những cặp số ngẫu nhiên. Những cặp số ngẫu nhiên có thể là 2 số, 3 số, 4 số vân vân. Trong ngày để quý vị có thể là gì? Tính toán là chọn cho mình những cặp số đẹp trong ngày để có thể là gì? Bốc biển số xe hoặc là mua sim hoặc là làm cái gì đó thì tùy quý vị nhé. Thì đó là các cặp số ngẫu nhiên mà gì? Trong phong thủy thì có cặp số gọi là cặp sinh thành, đúng không? Cặp sinh thành thì được sử dụng rất nhiều trong hà đồ lạc thư, và cái số cặp số này thì cũng được sử dụng nhiều để chúng ta tính toán gì, chọn sim số đẹp hoặc là chọn gì, chọn biển số xe đẹp hoặc là chọn những con số điện thoại đẹp mà mình mong muốn. Đấy, vân vân. Và nó cũng có một cái quy luật để chúng ta chọn được những cái con số ngẫu nhiên trong ngày. Ví dụ như chúng ta bốc thăm trúng thưởng này, chúng ta chơi vui xét một vài cái cặp số nào đó xem nó có đúng hay không. Thì cái cặp số sinh thành trong hà đồ lạc thư ấy, trong là hà đồ đấy, thì nó có những cặp sau này. Đầu tiên là cặp gì? Cặp 16, cặp 27, cặp 38, cặp 49 và cặp 50, đúng không ạ? Thì khẩu quyết còn tính sau này. Ví dụ như là cặp 16 là thiên nhất sinh thủy, địa thập thành chi. Cặp thứ hai là địa nhị sinh hỏa, thiên thất thành chi. Cặp thứ ba là gì? Thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi. Cặp thứ tư là địa tứ sinh kim, thiên cửu thành chi. Và cặp cuối cùng là gì? Thiên ngũ sinh thổ và địa thập thành chi. Và ngày xưa thì có một cái pháp tính của Lý Thuần Phong, đúng không ạ? Hay còn gọi là phép cái pháp lục nhâm ấy, thì cũng gì, chúng ta sẽ an những cặp số đấy vào và chúng ta bắt đầu là tính được cái giờ đại cát để ra những con số đặc biệt, con số may mắn và những cái con số mà gì nó ngẫu nhiên để chúng ta có thể có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, hoặc là chúng ta chọn những cái số dễ may mắn nào đó để chúng ta tiến hành công việc chứ được gì, được hay thông thuận lợi. Đó, thì đó là những cái giờ sau này. Đầu tiên là gì? Là đại an, lưu niên, tốc thủy, xích khẩu, tiểu cát và không vong. Đó, thì có năm cặp số này nó tương ứng như sau, nó đi với các cặp số sinh thành như sau này. Lưu niên thì ở phía bắc, ngoại thuộc thủy, thì đi với cặp 16, đúng không? Tốc thủy ở phía nam, ngoại thuộc hỏa, thì đi với cặp 27. Và gì, xích khẩu ở phía tây thì đi với cặp 49, đúng không? Tây là kim thì cặp 49, đúng không? Và tiểu cát thì là ở phía đông, thuộc mộc, thì đi với cặp 38. Và gì, không vong và đại an thì nó ở trung cung đông bắc, đúng không? Đông bắc là thổ, thổ là thuộc về cặp 50. 50 nhập trung cung đấy. Đấy. Đó. Đó là những cặp số may mắn mà chúng ta gì? Chúng ta cần biết. Và chúng ta bắt đầu tính này, chúng ta bắt đầu tính như sau. Thì khẩu quyết là gì? Khởi năm ở đại an, khởi năm tí ở đại an, đến cái năm cần tính, đúng không? Sau đó thì dừng ở đâu, khởi tháng ở đó, là tháng riêng, là tháng 1 đấy, đúng không? Chúng ta đến tiếp đến ngày cần tính và dừng ở đâu thì khởi cái ngày mùng 1 là ngày cần tính ở đó, đúng không? Và tiếp theo thì chúng ta đến ngày chúng ta cần tính, đúng không? Sau lại chúng ta dừng lại tiếp, đến dừng đâu khởi đó, đến cái giờ cần tính. Và thì chúng ta đến cái giờ bắt đầu khởi, giờ là giờ tí, không? Tí xỉu dần mão, đến cái giờ cần tính. Và chúng ta gì? Tìm ra cặp số may mắn và chọn ra những khung giờ xuất hành, được những khung giờ xuất hành mà chúng ta được đại cát đại lợi, đúng không? Thì về ý nghĩa của các giờ như sau này. Đầu tiên là giờ đại an. Giờ đại an thì mang nghĩa là gì? Là bền vững, là yên ổn, kéo dài. Nếu mà làm việc đại sự ấy thì quý vị chọn giờ đại an. Đấy, đặc biệt là gì? Những cái việc giờ đại an sẽ giúp quý vị và gia đình yên ấm mạnh khỏe, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Và ngày đại an hoặc là giờ đại an thì đều rất là tốt cho trang điểm. Nếu mà các bạn muốn chọn thời điểm này để tiến hành công việc thì rất là thuận lợi, làm việc lớn thì sẽ được phát lợi. Đó. Giờ thứ hai chúng ta xét đó là giờ gì? Giờ tác hỷ. Quý vị để ý này, cái khung nó có một cái khung tam giác này, tam giác xuôi này. Cái vẽ này nhé. Cái tam giác xuôi này, đây. Thì nó là những khung giờ tốt. Đó. Đó. Còn cái tam giác ngược này, nó là khung giờ xấu này. Đây. Ví dụ đây này. Không vào này. Đó. Thì cái tam giác xuôi giờ tốt thì có đại an này, có tắc tỷ này, có tiểu cát này, còn giờ xấu có lưu niên này, xích khẩu này và không vào. Dựa vào cái ngày tốt và giờ tốt, đúng không? Chúng ta vào ngày những ngày tốt thì chúng ta có thể chọn những cặp số đẹp được. Còn nó dính vào không vong rồi thì tùy quý vị thôi. Cũng có thể là được mà cũng có thể là không được, là mất, đúng không? Tiếp theo chúng ta xét giờ thứ hai là giờ gì? Giờ tốc hỷ. Giờ tốc hỷ có nghĩa là gì? Có nghĩa là thành công nhanh chóng, mang lại nhiều cái niềm vui, mang nhiều cái cát lợi. Gặp cái thời điểm này thì người ta sẽ dễ gặp may mắn bất ngờ vào cái giờ đó. Bởi thế là cái giờ này nó vô cùng cát lợi và vô cùng quan trọng. Khi mà quý vị tiến hành những công việc tốt như là ký kết hợp đồng này, hoặc là muốn công việc hanh thông nhanh chóng này, đòi nợ thuê hoặc cái gì đó, thì quý vị chọn những khung giờ này sẽ rất là may mắn. Đó. Đó là giờ tốc hỷ, đúng không? Tiếp theo giờ tốt thứ ba đó là giờ tiểu cát. Giờ tiểu cát có nghĩa là có những cái lợi nhỏ, có những cái cát nhỏ. Giờ tiểu cát có nghĩa là gì? Gặp được nhiều may mắn và những cái điều thuận lợi, cát lợi nhỏ, đúng không? Trong hệ thống lục diệu ấy, của cụ Khổng Minh ấy, thì có nhắc tiểu cát là một giai đoạn tốt. Nếu mà quý vị chọn được những giờ tiểu cát thì thường được gặp người âm phù trợ, gặp điều may mắn, đúng không ạ? Và thường được những cái cát lợi nhỏ, ví dụ như là khi đi đâu ấy, thì sẽ được mời ăn uống, mời hoặc là gì, được mời ăn uống hoặc là được những cái lợi nhỏ, được quà tặng quà cát vân vân. Đó là giờ, đó là ba giờ tốt là giờ đại an, tốc hỷ và tiểu cát. Còn những giờ xấu thì chúng ta có giờ sau, chúng ta có giờ lưu niên. Đó. Giờ lưu niên ở Bắc Thủy nó là cặp 16. Thì lưu niên có nghĩa là giữ lại, kéo lại là chậm chạp, làm cái gì cũng chậm chạp, đúng không? Đi đường mà gặp ông lưu niên này thì dễ bị tắc đường, đúng không? Khi mà ký kết hợp đồng thì làm với ông này thì cũng gặp giờ lưu niên, đi đúng vào giờ lưu niên ấy, thì nó cũng sẽ bị gì? Sẽ bị trì trệ, sẽ bị gián đoạn. Đó. Và gây tốn thời gian, tốn công sức, tốn tiền bạc từ những việc nhỏ như là làm đơn hoặc thủ tục hành chính hoặc các việc vân vân, thì nó đều bị gì? Khi mà tiến hành vào cái khung giờ này nó đều bị gì? Bị đình trệ, bị kéo dài, đúng không? Tiếp theo giờ xấu thứ hai là giờ xích khẩu. Giờ xích khẩu nó thuộc cặp số 49. Đấy. Cái giờ xích khẩu nó là khung giờ hay xảy ra những chuyện cãi vã, những chuyện xung đột. Đấy. Nó là gì? Cái chuyện bàn bạc, chuyện tranh luận mà nó gần như không bao giờ có hồi kết, không có sự ngừng lại. Và tiến hành công việc vào thời điểm này thì rất khó thống nhất và thì có nhiều ý kiến trái chiều dẫn đến tranh luận mãi không thôi. Có thể dẫn tới sự cãi vã, sự thị phi và có lời qua tiếng lại không tốt vào cái giờ xích khẩu này. Đó. Vậy nên là gì? Chúng ta đàm phán ngoại giao thì chúng ta cũng kỵ những giờ này ra. Đó. Và giờ cuối cùng là giờ không vong. Không vong quản ở phía đông bắc, nguyên thủ quản đắc cặp số là 0, 5, 10. Đấy. Thì không vong có nghĩa là hư không, là trống rỗng. Vong có nghĩa là gì? Là không tồn tại và đã biến mất. Vậy nên là không vong chỉ cái trạng thái thì cuối cùng của chu trình tiến hóa. Nó giống như cái mùa đông lạnh lẽo. Đấy. Và không vong thì mang lại cái hoang tàn, những sự tai nạn, những tăng tóc chết chóc vân vân. Thì nó là những cái không tốt. Tính ngày giờ tốt theo cái tổng mã lục nhâm này của cụ Khổng Minh ấy, thì là một cái phương pháp tính là giúp chúng ta tìm được những cái kết quả nhanh chóng. Quý vị này sử dụng cái phương pháp này để chúng ta thứ nhất là chọn là ra giờ tốt, thứ hai quý vị có thể chọn là những cặp số ngẫu nhiên, may mắn ngẫu nhiên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể để cho quý vị dễ dàng nhận biết. Đầu tiên ví dụ chúng ta tính là ngày hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2022, đúng không ạ? 2022 là gì? Lúc 15 đến 17 giờ, 15 đến 17 giờ. Đấy, sau 6 rưỡi thì là khoảng giữa này, đúng không? Bây giờ là chúng ta tính này, bắt đầu nhá. Năm 2022 là năm gì? Năm nhâm dần. Chúng ta khởi tí ở đây, đúng không? Khởi năm là tí này, tí đại an, tí xỉu dần, đúng không? Thì là bắt đầu gì? Năm nay là năm gì? Tốc hỷ, đúng không? Tốc hỷ ở dưới cặp số là 27. 2 này, 7 này. Tiếp theo này, chúng ta khởi dừng năm ở đâu, khởi tháng ở đó. Chúng ta khởi tháng riêng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Tháng 9 thì là tháng gì? Tháng tiểu cát thì nó là cặp số 38, đúng không? 3, 8. Tiếp theo, dừng tháng và ta khởi ngày đó. Ta khởi ngày này, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, 12 đúng không? Thì ngày 12 nó rơi vào xích khẩu là cặp số 49, đúng không? 4, 9. Và tiếp theo thì dừng giờ, dừng ngày đâu, đúng không?
thì chúng ta khởi giờ đó, chúng ta tính đến giờ Dậu đúng không ạ? Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Dậu nó rơi vào Đại An đúng không? Là cặp số 50 đúng không? 5, 10. Đó, các bạn chú ý đến cặp số của giờ nhé. Tiếp theo tôi lấy ví dụ thứ hai là gì? Cặp số may mắn thứ hai là gì? Ví dụ như là ngày 11 tháng 9. 11 tháng 9. Đúng không? Năm 2022 là làm gì? Năm Nhâm Dần ấy, lúc 15 giờ, lúc 17 giờ đến 19 giờ. Đúng không? Xin lỗi quý vị nhá, ở trên này là 17 19 giờ nhá. Tôi đang tính giờ Dậu. 17 giờ này đến 19 giờ này. Đó. Thì bây giờ chúng ta tính này. Vẫn năm cho nó khởi đúng không ạ? Khởi Tí Đại An, Tí Sửu Dần đúng không ạ? Đến năm Dần thì vẫn là cặp số gì? 27 đúng không ạ? Dừng năm ở đâu, khởi tháng ở đấy. Chúng ta tính này, tháng này tháng 9 đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thì nó rơi vào tiểu cát là cặp số 38. Đúng không? Tiếp theo, dừng tháng đâu ta khởi ngày đấy? Ngày thì ngày 11 đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 nó rơi tốc kỷ là cặp số 27. 27. Đúng không? Và chúng ta tiếp tục tính đến giờ Dậu đúng không ạ? Chúng ta đến bắt đầu từ khởi từ Tí này. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Dậu nó vào không vong đúng không ạ? Thì nó là cặp số gì? 0 này, 5 này, 10. Đó. Một ví dụ nữa nhé. Thì chúng ta tính đến ngày 12, 11, tính đến ngày 10 đi. Mùng 10 tháng 9 năm 2022. Đúng không? Cũng vẫn là lúc gì? 17 giờ đến 19 giờ. Bắt chúng ta tính này. Thì chúng ta vẫn có gì? Vẫn có năm là gì? Đại An là cặp số 27. 2 này, 7 này. Tháng thì chúng ta vẫn là gì? 38. Đây chúng ta tính lại nhé. Tí, Sửu, Dần đúng không ạ? Như bên chi là 5 là ở tốc kỷ đúng không ạ? Thì chúng ta cặp số là 27 đúng không ạ? Và chúng ta đến tháng 9 này. Thường thì các vị là đếm quay một vòng đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ có những cái bội số. Đây chúng ta biết có 6 ngày đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cộng thêm 6 nữa thì sẽ ra đúng không ạ? Vì đây là gì? Đây là mùng 1 thì chúng ta sẽ cộng thêm 6 là mùng 7 đúng không ạ? Thì vị trí này là mùng 1, mùng 7. Đó, 13. Đúng không? Thì chúng ta đến 1, 7 này. Thì đây là chúng ta đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không ạ? Thì nó là 7 đây rồi. Thì 7 này, 8, 9 thì nó là tiểu cát. Đây có số 38 này. Thì nó sẽ rơi vào gì? 27 này. Tháng 9 đúng không ạ? Tháng 9 rơi vào tiểu cát là cặp 38 này. Thì từ cặp 38 này nhá, là chúng ta tính tiếp là đến gì? Đến ngày, là ngày mùng 10. Ngày 10 chúng ta có ngày mùng 7 đúng không ạ? Đây là 1, 7 này. 1, 7 đúng không ạ? Chúng ta cộng với 6 mà, vị khởi 1 đây đúng không? Chúng ta cộng 6 là 7 đúng không ạ? Không, chúng ta đến này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không ạ? Thì nó vẫn là 7 đúng không ạ? Hoặc là 13, 15 đấy. Thì với những ngày lớn ấy, vị ngày 20, 30 thì các bạn đếm quanh một mấy vòng mới hết. Thì các bạn thay vào đó các bạn sử dụng bội số của 6. Ví dụ là 6 này. Ngày mùng 1 thì mùng 6 này, 13 này. 13 cộng 6 là gì? Là 20 nhị. 13 cộng 6 là 19 này. 19, 6 là 25 đấy. Các bạn cứ cộng như thế thì nó sẽ ra. Thì đây chúng ta tính ngày mùng 10 đúng không ạ? Chúng ta ngày mùng 7 này. 7 này, 8 này, 9 này, 10 thì nó sẽ rơi vào cặp số gì? Cặp số 16. Thì ngày mùng 10 nó là ngày mùng 10 là ngày thiêng liêng đúng không ạ? Nó đi với cặp số là gì? 16 rồi. 16. Tiếp theo đến giờ Dậu là 17 đến 19 giờ. 17 đến 19 giờ thì sao? 17 đến 19 giờ thì nó là nó đến này. Tí. Đó. Chúng ta các bạn để ý nhá. Giờ Tí với Ngọ là xung là nó đối xung với nhau đúng không ạ? Thì đây là giờ Tí. Được. Giờ Tí là thiêng liêng thì giờ Ngọ là thiêng liêng đúng không ạ? Giờ Tí là tốc kỷ thì giờ Ngọ là tốc kỷ. Các bạn để ý cái cặp tứ hình xung này. Tí Ngọ, Mão Dậu, Thìn Tuất, Sửu Mùi, Dần Thân, Tị Hợi đúng không ạ? Đó là bốn cặp. Thì tí ở đâu thì Ngọ sẽ ở đấy. Ví dụ giờ Tí là 0 giờ sáng. Ví dụ giờ Tí là 23 giờ đến 0 giờ thì giờ Ngọ sẽ là gì? 11 giờ đến 13 giờ. Đó, thì nó là hai khung giờ đối xung nhau. Thì chúng ta tính này, ví dụ giờ Tí này, Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu đúng không ạ? Hoặc là quý vị biết Tí này là Tí Ngọ ấy, thì Tí Ngọ này, Ngọ này, Mùi này, Thân, Dậu thì nó vẫn ra là gì? Là tiểu cát là cặp 38. 38 đúng không ạ? Quý vị để ý cặp số này nhé. Đó. Thì như vậy là gì? Với cặp số mà tính theo giờ nhé. Các giờ khác các bạn làm tương tự, giờ khác các bạn làm tương tự, vị giờ bốc thăm trúng thưởng các bạn làm tương tự nhé. Đây này, chúng ta có cặp số này đúng không? Cặp số 50 đó. 50 thì các bạn có cặp số là 55 này. Đúng không ạ? 15 này.
50 này. Đúng không? Và thì 05. Đấy, quý vị để ý cặp số này nhé. Tiếp theo là gì? Ngày 11 tháng 9 đúng không? Thì các bạn có cặp số gì? 0510 đúng không? Thì các bạn cũng để ý nhá, nó sẽ có cặp số này. 05 này. 50 này. Đúng không? 15 này. 15 này, 51 này. Và gì? 01. 10. Đó, đó là những cặp số may mắn. Tiếp theo, đến cái giờ với ngày 10 tháng 9 thì chúng ta cặp số là 38 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bóc cặp số may mắn là gì? 38 này. 83 này. Và các bạn có thể là gì? Thêm một cặp thì 33 và 88. Đó là những cặp số may mắn. Đó. Và trên này thì quý vị cũng thể thêm cặp số là gì? 455 này. 555005 này. Thêm gì? 10 này. Vậy có thể là 10 nữa. Và gì? 01. Đó. Đó là những cặp số may mắn trong này. Đấy. Thì tương tự những các không giờ khác quý vị cũng tính tương tự. Tương tự không giờ khác quý vị tính tương tự nhé. Thì đây là một cái phương pháp tính thì tính cặp số may mắn. Thì dựa trên cái phương pháp là tổng mã độc nhâm của cụ Khổng Minh, của Lý Thuận Phong ngày xưa đấy. Thì bằng cái phương pháp này chúng ta cũng sẽ để chọn được những cái giờ không giờ tốt để chúng ta đi ký kết hợp đồng, đúng không? Đi làm ăn, tiến hành công việc làm ăn, hoặc là gì đi khi mà đi đâu để cầu cái may mắn, đi hẹn khách hàng, đi cà phê, cà pháo thì chúng ta cũng thể chọn được. Ví dụ đúng không? Khi làm được lớn, ký kết hợp đồng lớn thì các bạn sẽ chọn vào gì? Chọn vào giờ Đại An để công việc thuận lợi và may mắn, đúng không? Khi đi giao hàng, đi xuất hàng, đi xuất hành các thứ thì các bạn chọn vào giờ tốc nghỉ để đi lại cho được nhanh chóng, thuận lợi, đúng không? Và khi mà muốn mời người khác đi ăn thì các bạn chọn giờ tiểu cát, chọn giờ tiểu cát để xuất hành, hoặc là chọn giờ tiểu cát để gọi điện mời người ta thì gì cũng sẽ dễ nhanh chóng được việc. Còn khi mà quý vị kiêng không chọn vào những không giờ xấu này, không bong lưu niên và xích khẩu. Lưu niên thì chủ về chậm trễ, xích khẩu thì chủ về cái mồm miệng cãi vã cãi cọ, và không bong thì chủ về cái chuyện là gì, tai nạn hoặc là những cái chuyện nó không hay đó. Đây thì tương tự nhá, quý vị sử dụng cái công thức này, quý vị xét xem ngày bao nhiêu. Vị ngày 13 đi, ngày 13 tháng 9 năm 2022, đúng không? Lúc 15 đến 17 giờ, 17 đến 19 giờ, 17 đến 19 giờ. Đó, thì cặp số may mắn sẽ là những cặp số nào? Quý vị nhớ này, khi mà chúng ta khởi, đầu tiên khởi năm. Khởi năm thì năm dừng ở đâu thì khởi tháng ở đó, khởi tháng 1 ở đó. Đúng không? Sau đó khởi tháng đến tháng cần tính dừng ở đâu thì chúng ta khởi ngày mùng 1 ở đấy. Đúng không? Và ngày mùng 1 khởi đến ngày cần tính, xong rồi chúng ta dừng ở đâu thì chúng ta khởi giờ cần tính ở đó. Và đến giờ cần tính của chúng ta, đến giờ chúng ta tìm được thì chúng ta tìm ra cặp số may mắn, đúng không? Cặp số may mắn thì có cặp số là 16 này, thuộc lưu niên ở phía bắc là thuộc thủy, đúng không? Cặp số thứ hai là gì? Nam tốc nghỉ thì là cặp 27 ở phía nam là thuộc hỏa, đúng không? Và cặp thứ ba là xích khẩu là cặp 49 là tây nam thuộc kim. Cặp thứ tư là cặp Đại An là 50, đúng không? Cặp không vong là gì? 0510. Và cặp tiểu cát là gì? 38. Đó. Thì quý vị dựa vào cái đó, quý vị chọn ra những khung giờ tốt để chúng ta xuất hành cho được may mắn, chọn ra những cặp số đẹp để chúng ta có thể tiến hành công việc. Đấy. Biết đâu là quý vị sẽ có cơ hội trúng thưởng ở trong một cái chương trình khuyến mại nào đó. Đó. Ví dụ cái cửa hàng đó mở ra cái chương trình khuyến mại vào 9 giờ sáng bốc thăm trúng thưởng, thì quý vị có thể sử dụng cái phương pháp này để quý vị tính chọn những con số may mắn. Đó. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tổng mã độc nhâm, một trong phương pháp tính giờ xuất hành, tính những con số may mắn. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.